Vâng, em xin chào các bác. Em hôm nay em test một cái khiển zin của đời Onkyo cho các bác khách ở dưới Hải Dương nhé. Bác này thì là đây. Bác cái đặt cái con Onkyo RC600 này để dùng cho các cái đời máy N7. Thì cái này của bác là bác dùng cái đời N7 SX, nhưng mà ở đây là em không không có cái đời máy đấy ở đây. Em chỉ có cái đời N7 TX ở đây thôi, thì em thì cái đời này với cả đời đấy nó dùng chung được. Thì là em sẽ test cho bác để bác thấy là cái khiển vẫn sống nha. Đây, như các bác thấy này, vẫn to nhỏ được này, thấy chưa, nhà máy vẫn to nhỏ được đây nhá. Đấy, to nhỏ được này. Đấy, rồi chỉnh bát tép đây nhá, ấn tông này, tông này. Đấy, giảm bát này, tăng bát này, ấn tông một nữa ra tép này. Đấy, thì là tăng tép này, giảm tép này, được không ạ? Đấy, ok nhá, được chưa? Đấy, thì đấy là chỉnh bát tép này, ép bát này, ép bát đây vẫn đúng bình thường này. Đấy, chỉnh input đầu vào nhá, này thấy chưa, input đầu vào đây. Đấy, rồi nó chọn bài trên đấy nhá. Đấy, tất cả các nút đều được, các bác thấy chưa, được không ạ? Đấy nhá, vẫn chạy ok luôn. Đây, volume to nhỏ đây. Đấy, được chưa? Thì đấy là cái con khiển RC600 của Onkyo nhá. Cái dòng này là dòng dùng chung cho rất nhiều các cái đời. Và con này thì nó sẽ dùng full chức năng cho cái đời N7TX này. N7SX, N7FX thì nó cũng sẽ dùng full, nhưng cái chức năng này và tắt nguồn là không tác dụng nhá. Bật nguồn tắt nguồn nó không tác dụng nha các bác nha. Lưu ý cho em. Với cái đầy USB là cái nút bật tắt nguồn này không tác dụng, còn đâu là các cái chức năng khác thì em thấy cái nhấn chạy hoàn hảo được. Và bác nào chạy USB thì sẽ bấm vào đây CDR, ở đây thì là nó sẽ là bật đầy USB nhé. Đấy, ok không ạ? Đấy, thì đây là con Onkyo RC600 em test là bàn giao cho bác khách ở dưới Hải Dương. Đấy, chạy ok nha, giờ em sẽ đóng hàng để em còn chuyển sang bên tiếp theo cho bác. Đấy, ok.